Rồi bây giờ tiếp tục động tác thứ hai của động tác chân, đó là động tác đứng lên ngồi xuống. Chúng ta dang hai rộng chân bằng vai, thả lỏng người, hai tay giơ phía trước, hít vô đồng thời hạ thấp gối xuống song song. Một, hít lên thở ra, ngưng lại. Hai, hít vô hạ xuống, lên thở ra. Ba, hít vô, lên thở ra. Bốn, hít vô, lên thở ra. Năm, hít vô, lên thở ra. Sáu, hít vô, lên thở ra. Bảy, hít sâu vô, lên thở ra. Tám, hít vô, lên thở ra. Chín, hít vô, lên thở ra. Mười, hít vô, lên thở ra. 11, hít vô, lên thở ra. 12, hít vô, lên thở ra. 13, hít vô, lên thở ra. 14, hít vô, lên thở ra. Tiếp tục ạ. 15, hít vô, lên thở ra. 16, hít vô, lên thở ra. 17, hít vô, lên thở ra. 18, lên thở ra. 19, lên thở ra. 20, lên thở ra. Ok, chúng ta hạ xuống. Nhưng mà chúng ta bài này chúng ta sẽ, cái mục tiêu chúng ta là 40 cái trên một lần. Chúng ta có thể tập 2 lượt hoặc là 3 lượt, nhưng mà để 40 cái trên một lần. Thì lúc đó cơ của chúng ta mới khỏe. Ok, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút và chúng ta sẽ tập bài tiếp theo.